huấn luyện viên Chausseur thay đổi khẩn với U22 Việt Nam trước ngày gặp Thái Lan. Theo kế hoạch ban đầu, U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau ngày 20 tháng 4 để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Chausseur đã đẩy ngày hội quân của Rồng Vàng lên 16/4, nghĩa là khi một số trận đấu của vòng 7 V-League 2023 còn chưa kết thúc. Với kế hoạch này, nhiều khả năng những cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất của U22 Việt Nam sẽ lên tập trung trước và sau đó sẽ đến những cái tên thi đấu ở V-League. Huấn luyện viên Philippe Chausseur dường như muốn có thêm thời gian với U22 Việt Nam trước khi chốt danh sách chính thức. Trong thời gian tập huấn tại đây, U22 Việt Nam cũng sẽ có hai trận đấu giao hữu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây sẽ là cơ sở để huấn luyện viên Philippe Chausseur chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 32. Do vừa dự Doha Cup 2023 nên VFF quyết định sẽ không đá giao hữu quốc tế. Thái Lan nhận tin sét đánh trước ngày đấu U22 Việt Nam. Mới đây, U22 Thái Lan đã nhận tin sét đánh về tình hình lực lượng với chấn thương của tiền vệ phòng ngự Evan Zalo, nhà trưởng của đội tuyển xứ Chùa Vàng. Từ SMM Sport đưa tin, trong trận đấu giữa Buriram United thắng câu lạc bộ Lampang 2-0 tối 9 tháng 4, Evan Zalo dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng nạng. Đến chiều 10 tháng 4, kết quả chụp phim cho thấy Evan Zalo bị rách dây chằng cổ chân. Theo các bác sĩ, đây là một chấn thương nặng và Evan Zalo cần ít nhất 6 tuần để hồi phục. Theo báo giới xứ Chùa Vàng, Evan Zalo sẽ phải sớm nói lời chia tay với SEA Games 32. Đây là tổn thất lớn với U22 Thái Lan khi cầu thủ sinh năm 2001 đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cầu thủ thuộc biên chế Buriram United được huấn luyện viên Isara Sritero trao tấm băng thủ quân U22 Thái Lan và vừa thi đấu cực hay tại Doha Cup 2023 vừa qua. Đội tuyển nữ Việt Nam chốt kế hoạch chất lượng chuẩn bị cho SEA Games 32. Sau vòng loại thứ nhất Olympic tại Nepal, những nữ chiến binh sao vàng sẽ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới. Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho đại hội này, VFF và đội ngũ ban huấn luyện đã thống nhất kế hoạch tập huấn tại Osaka, Nhật Bản trong 2 tuần và thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ chất lượng của đất nước xứ sở mặt trời mọc. Theo kế hoạch, nhóm các cầu thủ vừa trở về Việt Nam sau khi tham dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi tại chỗ trước khi hội quân và tiếp tục tập luyện cho nhiệm vụ ở SEA Games. Chán Thái Lan, Indonesia đổi mục tiêu sang Việt Nam ở SEA Games 32. Tại SEA Games 31, tuyển bóng chuyền nữ Indonesia đặt mục tiêu cao nhất là tấm huy chương vàng và khẳng định sẽ lật đổ Thái Lan để tạo nên đế chế mới. Nhưng thực tế, họ về đích với tấm huy chương đồng. Nhận về kết quả không như mong muốn, Hiệp hội bóng chuyền Indonesia đã rút được kinh nghiệm và hạ mục tiêu tại SEA Games 32 xuống huy chương bạc. Với mục tiêu này, Indonesia sẽ phải lật đổ nhà đương kim Á quân Việt Nam nhưng trước mắt họ vẫn cần phải vượt qua vòng bảng để góp mặt ở bán kết. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Indonesia nằm ở bảng A cùng với đương kim vô địch Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Cơ hội để Indonesia vào bán kết với vị trí nhì bảng là khá cao khi Malaysia hoàn toàn dưới cơ, còn Myanmar chỉ mới trở lại nhưng vẫn cần phải dè chừng. Đối đầu với Indonesia tại bán kết là đội bóng nhất bảng B, ứng cử viên đang là Việt Nam. Đây cũng là kịch bản để Indonesia bước vào trận chung kết SEA Games 32 nếu giành chiến thắng.